Vâng, và đây là cái tư liệu ngày cuối cùng mà Thánh Nguyên ở Viên, ở Áo nhé quý vị nha. Dạ, Thánh Nguyên đang trên đường đi về Viên, xong rồi Thánh Nguyên sẽ qua bên Hungary. Dạ, và quý vị thấy đây, trước mắt chúng ta đây là một cái tòa nhà, nó giống như là cái lâu đài vậy đúng quý vị. Đây thì gọi là cái bảo tàng lịch sử ở Viên nha quý vị. Nhìn rất đẹp luôn. Thật sự là nhìn những cái kiến trúc này, khi mà đến nhìn thực tế đó quý vị, nó khiến cho chúng ta không thể rời mắt được luôn. Và đường phố ở đây đó quý vị, thì quý vị nhìn đây, thường là cái nhà bên này là người ta xây đâu đó khoảng là 5-6 lầu đổ về thôi nha, chứ không có xây cao, bởi vì là dân số ở đây thì đâu đó khoảng 10 triệu dân trở về, cho nên là người dân ở đây người ta không có nhu cầu để mà xây cao đâu ạ. Rồi, sau khi mà Thành Nguyên đi tham quan một vòng đó quý vị, thì cái giờ này cũng đã giờ trưa rồi. Và ngay bây giờ thì Thành Nguyên sẽ mời quý vị, chúng ta sẽ đi vào một nhà hàng của Việt Nam nhé quý vị nha. Tiếp tục là một nhà hàng của Việt Nam, Mộc Đồng này quý vị. Cộng đồng người Việt ở bên Áo thì cũng không có được nhiều để mà so với những nước như là tiếp khắc đấy, gọi là Cộng hòa Séc đâu vị, thì không có được nhiều nha. Rồi, chúng ta sẽ đi vào. Đây, bố trí không gian thì cũng khá là ấm cúng và đẹp mắt đó quý vị. Thật sự thì đi sang bên này, Thành Nguyên ăn đồ Tây cũng không quen quý vị, cho nên là khi mà thấy những cái món như là bắp cải xào này, cá kho này, rồi canh cải nấu với tôm này quý vị, đấy, rồi thịt bò xào này kia đó, thì thấy có vẻ hợp với mình hơn. Rồi, còn bây giờ thì Thành Nguyên sẽ dẫn quý vị, chúng ta sẽ đi qua Hungary nha quý vị nhé. Xa xa đây là chúng ta thấy tất cả là hoa mọc dại nhé, nhìn rất đẹp luôn quý vị. Và trên đường đi đó thì Thành Nguyên có ghé qua một cái cửa hàng tiện lợi giữa khu vực biên giới hai nước Áo và Hung này quý vị. Thành Nguyên sẽ mua một vài đồ ăn vặt nha. Vừa bước vào biên giới của Hungary đó thì chúng ta sẽ thấy một cái khu vui chơi này quý vị. Đấy, một quả địa cầu rất lớn và một chiếc máy bay đã hỏng mà người ta mua lại và người ta kinh doanh lại nha quý vị nha. Nhìn rất chất luôn. Nếu như ở Việt Nam mà thật sự mà có ai đó mà bán cho chúng ta một cái vỏ máy bay này thì Thành Nguyên nghĩ rằng là cũng sẽ cháy hàng đấy. Nhà kinh doanh cà phê hay là nhà nghỉ khách sạn cũng rất là chill luôn. Đấy, quý vị chúng ta nhìn đây, có những cái động cơ mà nó bị hỏng mà người ta đưa ra người ta trưng bày luôn. Dạ, rất hay. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ hai Thành Nguyên có mặt tại Áo và Thành Nguyên đang ở Viên quý vị. Vâng, thật sự là Viên là Thành Nguyên thấy một trong những thành phố tại châu Âu mà đáng sống quý vị ạ. Đấy, nhà cửa ở đây thì người ta xây đâu đó khoảng 5-6 tầng đổ về nhé, không có xây cao ha quý vị ha. Và dân số của Viên nói chung thì đâu đó tầm khoảng là hơn 2 triệu người quý vị. Hơn 2 triệu người rất là ít luôn. Mà cả nước Áo thì chưa tới 10 triệu dân nữa. Rất đẹp ha quý vị. Rồi, hôm nay thì Thành Nguyên ăn tại nhà hàng này. Hôm nay thì để đưa mọi người đi vào cái nơi này xem. Đấy, khi mà đi ăn ở nhà hàng này thì chúng ta sẽ đi xuống đây quý vị. Sẽ đi xuống đây. Đây là cái khung cảnh của cái nhà hàng ở dưới cái tầng hầm này quý vị. Nhìn thì cũng rất là đơn giản nhưng mà lại ấm cúng nha. Và cái món mà hôm nay Thành Nguyên ăn khai vị là nó giống như là cái nui ở Việt Nam mình đúng quý vị. Nói chung thì có vị mặn mặn khá là khó ăn. Và chuyển sang cái món chính thì là cái món sườn bò nướng nha quý vị. Nói chung thì ở đây người ta nướng cũng hơi cháy. À, nhưng mà bò bên này thì rất là thơm, rất là ngọt luôn nha. Và món cuối cùng đó là món bánh kem. Nói chung thì cũng không hợp khẩu vị lắm. Đây, Thành Nguyên đang có mặt tại quảng trường Anh Hùng của Hungary nha quý vị nha. Ở châu Âu thì ở đâu cũng có nhà thờ, ở đâu cũng có bảo tàng. Bởi vì những cái kiến trúc này là có rất là nhiều thập kỷ rồi quý vị. Đấy, cho nên mà quý vị biết rồi, ở châu Âu thì cái nền văn minh của người ta đi trước châu Á rất là nhiều năm. Mà có một cái điểm chung là kiến trúc nó khá là giống nhau nha quý vị ạ. Đây, bên này bảo tàng bên này nữa.
rất đẹp. Rồi bây giờ Thành Nguyên sẽ dẫn tất cả quý vị chúng ta sẽ đi tham quan ở trên sông một vòng nhé quý vị nha. Trước mắt chúng ta đây là một cái giống như là cái tòa lâu đài đúng không ạ? Nhưng mà nó đúng ra đó là cái nơi làm việc của giống như là tổng thống vậy đó quý vị. Đây những ngôi nhà được xây đâu đó khoảng là 5-7 lầu gì đó, rất là thấp nhưng không xây cao nha. Và có cái cầu này nhìn khá là giống cái cầu cái cổng Khải Hoàn Môn ở Pháp nha quý vị. Nhưng mà những cầu này được xây rất là nhiều trăm năm rồi nha. Mời quý vị chúng ta cùng tham quan. Và kế bên đây này quý vị là những cái tòa nhà ngày xưa đó là của rất là nhiều đời vua chúa trước đây đã sống ở trên này này. Ở quý vị hàng trăm năm trước mà người ta đã xây được cỡ như vậy rồi, thật sự rất là đáng nể luôn. Rất đẹp đúng không ạ? Đó, nhìn xa xa thì chúng ta thấy một cái tòa lâu đài được xây ở dưới chỗ cái vách núi. Rất là cổ kính luôn. Cái này thì Thành Nguyên cũng chưa tìm hiểu là cái niên đại của nó là bao nhiêu năm. Quý vị chúng ta nhìn thấy phong cảnh ở đây cũng như là thời tiết ở đây thì khá là nắng đúng không ạ? Nhưng mà nó không hề nắng nha quý vị nhé. Bởi vì mùa hè ở đây nó rất là ngắn và người ta phải tận hưởng những cái khoảng thời gian mà mùa hè này đó quý vị. Thì người ta sẽ, nhất là người dân châu Âu, người ta sẽ đi ra phơi nắng chứ không có tránh nắng giống như ở Việt Nam nha. Nhìn vậy thôi mà có khoảng là mười mấy đến 20 độ thôi quý vị. Nó nắng nhưng mà nó rất là ấm nha, chứ không phải là nắng gắt giống như ở Việt Nam mình. Vâng, hôm nay là ngày cuối cùng Thành Nguyên ở Viên. Bây giờ thì Thành Nguyên sẽ mời quý vị chúng ta sẽ đi vào cái nhà hàng này để chúng ta ăn nha quý vị nha. Và sau cái buổi ăn này Thành Nguyên sẽ đi về nghỉ ngơi và tiếp tục hành trình sang Hungary. Đây quý vị thấy đây, lối đi xuống có rất là nhiều những cái nút chai rượu vang ha quý vị ha. Và quý vị thấy đây là một cái hầm rượu vang, người ta bày rất là nhiều rượu ở trong này. Và nếu đã vào đây rồi thì tại sao mình không thử nhâm nhi một ly rượu vang ha quý vị. Và đây là một món khai vị này quý vị. Người ta làm một cái súp gì đó mà có mè trong luôn nha. Nói chung thì cái vị nó cũng khá mặn. Và đây là cái món chính, vịt cũng như là người ta nấu với cái khoai tây mà người ta bào ra đó quý vị. Và món cuối cùng đó là nó giống như là cái bánh kép vậy đó, nhưng mà người ta sẽ rưới cái sô-cô-la lên. Rồi bây giờ thì Thành Nguyên sẽ dẫn tất cả quý vị chúng ta sẽ hành trình đi qua bên Hungary ha quý vị. Cái hành trình đó thì nó cũng ngắn thôi, bởi vì là giữa đất nước này và đất nước kia nó thật sự là nó đi rất là gần, nó giống như tỉnh này qua tỉnh kia ở Việt Nam mình đó quý vị. Rồi hôm nay là buổi trưa cuối cùng Thành Nguyên ở Hungary. Và Thành Nguyên sẽ đi ăn một món của Việt Nam trước khi Thành Nguyên đi về lại Việt Nam nha quý vị. Đây món Hà Nội xưa, mà không biết là có xưa hay không. Rồi thì bây giờ Thành Nguyên sẽ mời quý vị cùng Thành Nguyên chúng ta sẽ đi vào nha quý vị nha. Đây thì có một cái vườn hoa người ta trồng cẩm tú cầu này quý vị. Wow. Vâng, món của chúng ta đây quý vị. Đấy, rau củ kho quẹt này. Đây, thịt trứng, tôm rim lên. Rồi cũng rau củ quả luộc này. Cá đấy quý vị. Rồi canh cá này. Ngoài ra thì cũng có thêm tàu hũ chiên nha. Rồi trong cái hành trình thì Thành Nguyên cũng chỉ tóm gọn lại như vậy thôi. Và hiện tại thì Thành Nguyên đang có mặt trước cửa khách sạn quý vị. Và ngay bây giờ Thành Nguyên sẽ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đi vào nhận phòng với Thành Nguyên. Xem khách sạn đất nước này và đất nước kia nó khác nhau cái gì nhé quý vị.
và đây một cái khách sạn thuộc chuẩn 4 sao ở bên Hung nữa quý vị. Nói chung thì thành viên cảm nhận thấy nó cũng ngang ngang nhau giống như những khách sạn ở mấy nước kia, nhưng mà cái cách bố trí thì nó làm hơi khác xíu thôi. Có một cái điều rất là giống nhau ở đây ấy, là trong mỗi cái nhà vệ sinh, trong mỗi cái toilet ấy, là nó không có cái vòi xịt nước nhé quý vị nhé. Còn ý kiến của quý vị như thế nào, hãy để lại cái phần bình luận ở phía dưới cho Thành Nguyên nhé quý vị. Rồi cuối cùng thì chúng ta đã ra sân bay. Thật sự ra thì cái ngày này đó thì Thành Nguyên có rất là nhiều những cái việc cần giải quyết cuối ngày đó quý vị. Thành ra là Thành Nguyên không có nhiều thời gian để mà Thành Nguyên cập nhật lên cho tất cả quý vị cùng xem. Thôi thì hẹn quý vị chúng ta một dịp khác vậy ha quý vị ha. Đây Thành Nguyên đã vào trong khu vực của sân bay. Thành Nguyên sẽ quay qua một vòng để quý vị chúng ta nhìn xem sân bay ở Hungary này quý vị. Và cuối cùng thì Thành Nguyên cũng đã lên máy bay. Thành Nguyên không nhầm thì đây là chiếc Boeing 787 hay sao đó quý vị. Và chiếc máy bay này thì nó chứa đâu đó khoảng là 250 chỗ ngồi. Khá là rộng. Rồi bây giờ thì chúng ta lên đường đi về Việt Nam thôi quý vị. Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi về đó thì Thành Nguyên sẽ quá cảnh lại ở chỗ sân bay Qatar quý vị nha. Đây chúng ta nhìn từ trên cao nhìn xuống đây thì cũng đồng cỏ rồi cây cối này kia thôi. Nói chung thì nó cũng khá là giống với Việt Nam. Khúc này thì cũng không có khác nhau cái gì. Và cái chế độ ăn ở trên máy bay của Qatar đó thì cũng giống như lần trước Thành Nguyên cập nhật cho quý vị. Đấy, cũng là món khoai tây gà, rồi một món gỏi nha quý vị. Ngoài ra đó thì còn có thêm cái món kem. Dạ. Rồi một chiếc bánh mì nho nhỏ và kèm theo là một ly rượu vang. Ai thích uống rượu thì uống nước ngọt hay nước suối gì đó thì cái đó tùy cho mình chọn nhé. Vì khoảng thời gian mà mình ngồi trên máy bay từ Hungary qua cảnh đi về Qatar, xong rồi từ Qatar mà bay về Thành phố Hồ Chí Minh đó, là cái quãng đường đó là nó tới 17 tiếng quý vị. Nó rất là dài nên là Thành Nguyên cũng tranh thủ Thành Nguyên làm việc chút xíu. Thành Nguyên cũng phải lên đơn để Thành Nguyên gửi bạc hà đi cho tất cả quý vị nữa. Đây là khung cảnh nhìn từ trên cao xuống đất nước Qatar này quý vị. Nói chung thì đất nước Qatar là một đất nước thuộc Trung Đông. Và cái những đất nước này thì người ta giàu lên từ dầu mỏ đó quý vị. Hay là những lĩnh vực khác nữa thì cái đó quý vị nào biết thì hãy để lại phần comment ở phía dưới nhé. Rồi, Thành Nguyên sẽ quay nhanh cho tất cả quý vị chúng ta cùng xem đất nước Qatar nhìn từ trên cao vào ban đêm này quý vị. Cái giờ này thì tính theo giờ của địa phương ở đây ấy, là khoảng 10 rưỡi đêm. Theo như trên cái bản đồ mà Thành Nguyên thấy đó thì đây quý vị thấy đây, ở đây người ta lấn biển ra rất là dài, rất là rộng luôn, siêu rộng luôn quý vị. Đây là nhìn ngang thôi nha, nhưng mà nhìn trên chỗ cái Google Map của nó thì nó rộng lắm. Rồi cuối cùng thì chúng ta cũng đã đáp xuống sân bay Qatar. Vâng, Thành Nguyên đã xuống sân bay Doha. Giờ địa phương bây giờ đó là 10:48 tối và giờ Việt Nam là 2:48 sáng nha quý vị. Đây, thật sự là ở những cái nước Trung Đông đó quý vị, không có gì ngoài vàng. Mô hình trên mặt trăng này quý vị. Omega tài trợ. Thật sự cái sân bay Doha này đúng rất rất lớn quý vị ạ, rất lớn. Cách đây 10 năm mà đã đầu tư tới 16 tỷ đô thì cũng đã hiểu được cái tầm của nó đây. Quá trời lớn luôn. Ở cái khu bên kia là người ta trồng cây giống như là một cái công viên luôn nhé quý vị. Rồi do cái chặng đường di chuyển trong sân bay nó khá là xa, cho nên là Thành Nguyên sẽ leo lên cái tàu điện ngầm trong sân bay để Thành Nguyên đến chỗ cái ga khởi hành nhé quý vị nhé.
Và thêm đây là một góc cái hình ảnh của sân bay Doha tại đất nước Qatar này quý vị. Nói chung thì cái sự đầu tư ở cái sân bay này nó rất là hay. Có không gian nghỉ ngơi thoáng mát cũng như là khu vui chơi mua sắm thì rất là nhiều. Nói để mà đi hết cái sân bay này thì Thành Nguyên nghĩ cũng phải mất một ngày để mình đi tham quan hết đúng quý vị. Rồi và bây giờ thì cái hành trình của Thành Nguyên sẽ lên đường về Sài Gòn thế ạ. Vâng, và cuối cùng thì Thành Nguyên cũng đã về đến sân bay thành phố Hồ Chí Minh. Sau 17 tiếng từ Hungary, rồi về đến sân bay Doha quá cảnh 3 tiếng và đến khi về Việt Nam là tổng thời gian là 17 tiếng đồng hồ đó quý vị. Một lần nữa Thành Nguyên cũng cảm ơn quý vị rất là nhiều đã luôn đồng hành cho theo cùng Thành Nguyên trong những hành trình, trong những cái chặng đường mà Thành Nguyên đã đăng tải lên. Một lần nữa Thành Nguyên mến chúc cho tất cả quý vị chúng ta thật là vui vẻ, hạnh phúc nha quý vị nhé. Tạm biệt quý vị.